Kính thưa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, kính thưa lãnh đạo các bác, các chú, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và các bậc lão thành cách mạng, kính thưa đại diện các bộ, ban ngành, các cơ quan đoàn thể trung ương và địa phương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các tổ chức chính trị xã hội, các nhân sĩ trí thức, các chức sắc tôn giáo, các đoàn ngoại giao, các tổ chức và bạn bè quốc tế, kính thưa các bác cựu chiến binh, kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác, anh chị em họ hàng, bạn bè gần xa, bà con khối phố. Trong thời gian qua, bố tôi không may mắc trọng bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc, chữa trị, nhưng do tuổi cao, bệnh trọng nên bố tôi đã không qua khỏi. Gia đình chúng tôi xin được gửi lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước, Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ban lãnh đạo Bệnh viện Trung ương, Quân đội 108, các bác sĩ điều dưỡng khoa A11 đã tận tình chăm sóc bố tôi trong thời gian điều trị đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời. Xin cảm ơn các bác lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và các cơ quan ban ngành, tổ chức, đoàn thể, các bác cựu chiến binh, bà con, cô bác đi đến viếng và tiễn đưa bố tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Xin cảm ơn chính phủ các nước, đại sứ quán các nước, các tổ chức quốc tế đã giới thiệu, đã đến gửi điện chia buồn, đến viếng và tiễn đưa bố tôi. Xin cảm ơn những người đã vì lý do sức khỏe và khoảng cách xa xôi đã không đến dự đám tang nhưng đã gửi điện chia buồn. Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí đã tham gia đưa tin và viếng đối với lễ tang bố tôi. Xin cảm ơn ban lễ tang, ban tổ chức lễ tang, đoàn nghi lễ quân đội, nhà tang lễ quốc gia và đã tổ chức lễ viếng được trọng thể, chu đáo. Xin trân trọng cảm ơn nhân dân đã tạm hoãn các sự kiện vui chơi giải trí để thực hiện lễ quốc tang. Sau đây tôi xin thay mặt gia đình có đôi lời tiễn biệt đối với bố tôi. Thưa bố kính yêu, con xin có mấy dòng tâm sự, tuy rằng rất muộn khi bố đã ra đi mãi mãi. Khi mà những lời tâm sự với bố đã trở nên muộn màng, con sinh ra đã quen với sự vắng mặt của bố. Ký ức tuổi thơ của con chỉ là những đợt sơ tán, những buổi học hòa trộn với những đợt bom, những buổi tối mắt nhắm mắt mở, lên nhà rồi lại xuống hầm. Chúng con đã quen với những trận mưa bão, tốc mái, bung cửa nhà, gió lùa vào mọi ngóc ngách. Trong căn nhà vách đất, vật lộn và chống chọi với bom đạn, mưa bão, chỉ có mẹ và bốn bà cháu. Những hiểu biết của con về bố chỉ là chú bộ đội đang đi chiến trường, chẳng biết bao giờ mới về. Chiến tranh kết thúc, bố chỉ về phép như bao người lính và lại tiếp tục lên đường với cuộc chiến ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ quốc tế. Tiếp bước bố, hai anh em con nhập ngũ và trở thành người lính. Con ra biên giới, ở nhà chỉ có bà, mẹ và chị. Những năm 90, bố, con và em mới được về Hà Nội, gia đình mới thực sự sum vầy đoàn tụ. Nhưng vì là người lính, do điều kiện công tác nên cũng chưa có lần nào được tâm sự dài với bố. Vì là người lính nên con cũng hiểu sự khó khăn gian khổ của bố và đồng đội khi đến thăm thành cổ Quảng Trị. Nghe kể về cuộc chiến ở đây, con cũng cảm nhận được phần nào sự khốc liệt của chiến tranh, mọi sự sống và cái chết giành giật từng ngày từng giờ. Đường 9 Nam Lào, Khe Xanh, chiến trường Trị Thiên, nơi nào cũng in đậm dấu chân của bố. Bố luôn nói với chúng con rằng được như ngày hôm nay phải biết ơn hàng triệu người đã ngã xuống, hàng ngàn gia đình mất người thân,
nhiều ngàn người đã không còn nguyên vẹn thân thể ngày trở về, di chứng chiến tranh còn theo họ và gia đình họ đến tận bây giờ. Bố dặn chúng con phải luôn gần gũi với dân, phải sống xứng đáng với những đóng góp và hy sinh của nhân dân dù ở bất kỳ cương vị nào. Tổng thời gian được gần gũi và tâm sự cùng bố với con tính ra chưa đến một năm. Tuy nhiên, với bấy nhiêu thời gian, con cũng học tập được ở bố rất nhiều trong công việc và cuộc sống, luôn lấy chữ tâm làm trọng. Thời gian tuy ngắn ngủi nhưng qua những việc bố đã làm và qua những câu chuyện kể, nhận xét của những người đã chiến đấu công tác cùng với bố, con càng tự hào về bố hơn. Nay bố đã đi xa, tóc con cũng đã bạc màu, con xin hứa với bố sẽ luôn sống đúng như những lời răn dạy của bố và sẽ nuôi dạy thế hệ sau này như bố đã dạy con. Bố ra đi để lại sự trống vắng trong gia đình. Con xin lỗi bố, con đã không thực hiện được ý nguyện của bố để trải cho cốt ở ba dòng sông, nơi gắn liền với nhiều kỷ niệm của cuộc đời bố. Do dịch bệnh, con không thể kéo dài thời gian tang lễ ảnh hưởng đến mọi người. Chắc là bố sẽ hiểu và thông cảm cho con. Con mong bố thanh thản về với cõi vĩnh hằng, nơi đó không còn chiến tranh, nơi đó luôn ấm tình đồng đội. Bố ra đi để lại trong con dấu ấn của một thế hệ xả thân vì nước, vì dân, dấu ấn của một thời trọn vẹn cống hiến và hy sinh. Bố ra đi để lại nơi này dấu chân qua các cuộc chiến, dấu chân người lính. Con xin dâng nén hương trước vong linh bố